mấy cái cây đa lộc mà từ lúc mà sơ khai, lúc mà đặt xuống, khoảng cách cây như thế nào? Cây này đặt xuống như thế nào? Bỏ nó xuống, tắt lại thôi. Còn bỏ theo có theo cái kỹ thuật gì không? Cái khoảng cách giữa cái lỗ này nó chiều rộng, chiều sâu và chiều cao nó như thế nào? À, cái góc này tới cái cây này tới cái cây đó là khoảng 1m rưỡi tới 2m. À. Tùy theo đất mình có đất rộng hay là đất hẹp. Đất nó là vậy là đẹp rồi. Chiều sâu của cái lỗ này là sâu bao nhiêu? Sâu này là 30. 30 nha. À. Rồi rộng. 30 nha. Nói chung là 30 x 30 nha các bạn. Đặt hấp hơn mặt đất là khoảng 10 cm. À. Đây. Cái cây đa lộc đã cho nó vào cái bầu sẵn rồi nha các bạn. Là nó tầm khoảng 6 tuần hả? 6 tuần. Khoảng 6 tuần nó lên mầm như vậy. Khi mà các bạn mua về mình chỉ đặt xuống thì cái tỷ lệ sống nó rất là cao luôn nha. Cây bầu này, bầu hoa đa lộc này các bạn, cái bầu này thì khi mà từ lúc mà người ta bứng cái củ á, cái nhánh của nó đi vào đây vào cái bầu này á, là để nó lên mầm như vậy á là khoảng 6 tuần đó các bạn. Nó lên cái mầm nó như thế này đó. Người ta vào một cái bầu như vậy rồi khi mà nó lên mầm như vậy á, đây các bạn nhìn này, nó ra rễ rất là nhiều luôn nha. Cái cây này nó rất là khỏe, cái cây này là họ gừng, nó giống như là cây ghiền này kia các bạn. Cái bộ rễ nó phát triển rất là mạnh. Nó khi mà người ta đã bầu như thế này nè là 6 tuần thì cái tỷ lệ mà lúc mà mình mua về mình trồng đó, thì tỷ lệ sống của ông chủ này cũng chia sẻ là hình như là 100% luôn các bạn. Nên cái bộ rễ của nó rất là khỏe. Như vậy mình mua về rồi mình đặt xuống thì hầu như nó là sống là 100% nha. Đó, như cái lỗ như vậy nè, ông chủ cũng chia sẻ là 30 x 30, như là sâu cũng 30 luôn á các bạn. Lúc mà mình trồng á thì cái hướng của cái mầm này là hướng của cái mầm này hướng về phía đông á các bạn. Đó, đây mình đặt xuống. Theo như ông chủ cũng chia sẻ là cái cây này nó rất là ưa phân chuồng, nó không có kén phân gì hết luôn nha các bạn. Hiện tại thì ổng đang cái mô hình trồng này hiện tại là đang ở Bình Dương nha các bạn. Nó như vậy nè, chứ xong mà mình rải phân rồi lên rồi mình tưới tưới đậm nước. Cái này lúc trước hình như là người ta trồng cao su á, giờ người ta bỏ cao su hết, người ta trồng, người ta chuyển qua cho trồng cái mô hình hoa đa lộc này. Đây. Đây cái bầu nó như thế này nè. Đó. Khi mà người ta vào bầu như vậy á là khoảng 6 tuần thì nó lên đôi bé cái mầm như thế này. Rồi người ta sẽ giao cho mình. Mình về mình trồng thôi. Cái mô hình này hiện tại thì rất là mới. Hiện tại thì cái vườn ông chủ ở vườn này ông mua về ông trồng là ở Bình Dương nha các bạn. Trời nắng quá. Đó. Đây mình quay tổng quát cái vườn luôn cho các bạn coi luôn. Đây là từ lúc mà người ta làm đất cho đến trồng cái bầu này luôn nha các bạn. Thì lúc trước thì mình có làm vài cái video mà nhưng mà nó là đó là vườn thì nó đã
thu hoạch rồi nha các bạn, nên có nó cũng chưa có rõ lắm. Thì cái vườn này thì lúc mà người ta trồng như thế nào, cách trồng vào khoảng cách cái cây giữa cây này với cây kia thì bao nhiêu thì cái ông chủ này ông cũng đã chia sẻ rồi đó. Cái mô hình này không có đi ống nước tự động nha các bạn, này như tao tưới tài. Cái bầu người ta đã trồng như vậy thì chỉ đặt xuống thì nó lên thôi à. Cái tỷ lệ sống của nó rất là cao so với khi mà mình trồng cái củ, cái thân của nó mình đặt thì cái tỷ lệ sống nó thấp hơn. Khi người ta bầu bầu như vậy thì các bạn mua về và các bạn có thể trồng, cái tỷ lệ sống nó rất là cao luôn. Này hầu như là 100% luôn nha các bạn. Cái vườn này bao nhiêu cây Hoàng? 318 cây các bạn. Cái cây này mình có thể trồng ở trong rạp được không? Được, trong rạp vẫn được. Vậy từ lúc mà mình bỏ trồng sen nha. Hả? Không trồng sen. À, không trồng sen cái cây sen canh cái cây gì hết luôn hả? Không trồng sen với cao su hay là tầm dông. Thì nói chung là chỉ trồng mình nó thôi phải không? Từ lúc mình đặt cái cây này xuống rồi khoảng bao lâu thì nó mới cho hoa? 8 tháng đến 1 năm. 8 tháng đến 1 năm. Trong bóp thì khoảng 8 tháng là đã bóp rồi. Cái cây đa lộc này lúc mà mình trồng thì mình bỏ phân gì? Còn nhỏ thì cứ bỏ phân chuồng. Chuồng hả? Phân chuồng như con gà hay là trúc vậy đó. Nó có kỹ cái loại phân gì không? Cái cây này như là họ gừng nên rất là dễ trồng luôn nha các bạn. Họ gừng. Như vậy mình đặt xuống rồi mình trồng, nếu mà chăm sóc tốt thì khoảng từ 8 tháng cho đến 1 năm là nó sẽ ra hoa luôn nha các bạn. Lúc đó là thu hoạch. Khi mà giờ mình đặt xuống, nếu mà mình chăm sóc tốt rồi từ 8 đến 1 năm đi, là cái cây đó nó, cái bụi nó cho khoảng ra khoảng tầm bao nhiêu cây? 1 năm đầu thì khoảng 20 tới 50 bông. Năm thứ hai là từ 100 tới 200 bông. Đó các bạn. Địa hình ở đất này ở đây rất là khô luôn nha các bạn, nhưng mà vẫn trồng được loại cây này nha. Cây này nói chung là nó họ gần, nó giống như cây ghiền vậy các bạn. Tỷ lệ sống của nó rất là cao. Cái mô hình này hiện tại thì nó đang triển khai, chưa có nhân rộng ra nhiều địa phương, cũng chưa có cái cây này luôn nha các bạn. Tâm này chuyển ra Bắc á. Hiện tại ở ngoài Bắc nó, ông chủ đây chia sẻ thì có ngoài Bắc mà đặt chuyển ra Bắc. Đây, hôm nay thì tôi quay trực tiếp cái mô hình từ lúc mà mình đặt cái cây hoa đa lộc thì xuống như thế nào. Và hôm lúc trước thì cái video trước thì tôi là quay cái mô hình dạng như là đó là nó đã thu hoạch rồi nha các bạn, nó đã cho hoa và thu hoạch. Thì cái mô hình này là cái mô hình lúc mà đặt cái cây nó xuống như thế nào và cái cách trồng nó như thế nào cho nó hiệu quả nhất. Thì hồi nãy giờ thì cái ông chủ đó ông cũng chia sẻ cho các bạn những cái cách để mình đặt cái cây và trồng cái cây này như thế nào rồi nha các bạn. Rồi ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem đến giờ phút này nha. Nếu mà các bạn thấy hay nhớ đăng ký, like, subscribe, ủng hộ channel nha mọi người. Cảm ơn mọi người.